Tin từ công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Dương lịch sắp tới, cụ thể trước mắt thì đơn vị sẽ tăng chạy thêm nhiều chuyến tàu tuyến Hà Nội Lào Cai. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội sẽ chạy chuyến tàu SP3 Hà Nội Lào Cai các ngày thứ tư, 24 tháng 12 và thứ năm, thứ sáu, thứ bảy từ ngày 31 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Tàu SP3 xuất phát tại Hà Nội lúc 22 giờ đến Lào Cai lúc 6 giờ 05 phút. Sau tàu SP3 sẽ tăng cường thêm tàu SP4 và SP1. Hiện nay nhu cầu đi lại trên tuyến Hà Nội Lào Cai giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ngành đường sắt chỉ chạy tàu khách dịp cuối tuần hành khách khi mua vé tàu trên tuyến này có thể mua luôn vé xe buýt lào cai sapa và ngược lại